Ô, xin chào nhà. Rồi, em chỉ lên giá rẻ thôi nha. Giá từ 250. Nè, con này một con đồng hồ Nhật nha, niềng xoay dây đề mi 250 bao ship luôn. Size của nó là 37 nha, 250 máy Nhật nha, niềng xoay dây rút đề mi. Đó, 250 bao ship nha nhà, nhìn kỹ nha. Đó, còn rất là ok. Rồi. Tiếp theo nè, Reruno 330 nha. Khoảng 2 năm rưỡi là chết rồi luôn, 330 size 38 luôn đó. Dây dài khóa bấm Citizen nha, hai ô cửa lịch size 38. Rồi một em đồng hồ niềng xoay nè, 330 luôn nha, niềng xoay chống nước 100 m. Đi con này size 38 luôn, khóa bấm nha, đáy xoáy hàng của Nhật nha cả nhà, dây 18 luôn đó, niềng xoay một ô cửa lịch. Đó. Rồi. Casio nè, dáng thể thao 330 bao ship luôn nha, hai ô cửa lịch nha. Niềng xoay hai chiều dáng thể thao đẹp keng luôn. Đó, ok chưa? Size 43. Hai ô cửa lịch nha. Đó, Casio. Đây con này em để ở nhà nghe hết hồn, 280 Seiko Alpha pin năng lượng, vỏ vàng. Đó. Dây thì có dây rin của nó luôn, thì có cũ một xíu, bán 280 đại luôn. Size của nó là 36 năm nha, cho 37 luôn đi. Đó, pin năng lượng khỏe, hai ô cửa lịch. Giá này bằng chưa đủ tiền một cục pin năng lượng, em nói thiệt luôn. Đây, Seiko Alpha nè. Pin năng lượng nữa, 330 luôn. Size 3 cỡ 34 hơn, cho 35 đi. Dây dài đó, Seiko nha. Seiko pin năng lượng 330 bao ship. Một ô cửa lịch nha. Tiếp theo Citizen cũng pin năng lượng luôn, 330 bao ship nha. Chống nước 100 m nè, dây rút nha. Tay nào vô cũng được hết. Size của nó là cỡ 36, hai ô cửa lịch pin năng lượng luôn nha. Đó, Citizen cả nhà, Reruno là của Citizen. Rồi. Đây đây. Citizen tiếp mà con này là Titan nha, 330 bao ship luôn, pin năng lượng nha, solar titanium chống nước 100 m, con này có dạ quang nha. Dạ quang trời quá sáng luôn. Đó cả nhà thấy em bán 200 mấy, 300 mấy lời bao nhiêu, bán cho vui thôi, size cỡ 34 nha. Đó, dây dài khóa bấm. Đó. Rồi tiếp theo Citizen tiếp Titan nha, Citizen pin năng lượng Titan, hai ô cửa lịch. Size 38 nè, chưa nấm nha, cả nấm 41. Càng là 43. Dây dài Titan nha. Đáy xoáy luôn. Rồi phải dạ quang full mặt không? Không, dạ quang full mặt nha. Đó, 330 luôn, được chưa? Đó, dạ quang xanh dương. Rồi con này 330 luôn. Đó, giáp ban nha, size to 3 kim, size của nó là 42, dây dài hai khóa. Đó, 330 bao ship nha. Rio đó. Rồi con này cũng 330 luôn. Timet, Timet là của Mỹ, có đèn dáng ngầu, size của nó nếu đo về 39 năm, đo chéo cho công bằng là cỡ 38 mấy á, 38 mấy đi. Rồi dây dài đó, chạy 3 kim với có đèn nền nha, đèn nền 330 bao ship. Con này cũng 330 luôn, Citizen pin năng lượng nha, chống nước 100 m, có 330 thôi đó. Mua từ hai con đổ lên em bớt cho 30 nữa. Rồi nhanh gọn, size 36, hai ô cửa lịch nha, dây rút tay nào vô cũng được hết, không cần phải cắt mắt dây, dạ quang sáng. Đó. Bán là có bảo hành đầy đủ cả nhà, đáy xoáy nha. Đó. Rồi hết 330 rồi cả nhà, mình lên nha, 380 nha. Đây Citizen Win Win pin năng lượng. Ủa, con này hết pin à, em bấm nút quá cả nhà, à, có nút nè. Đó, pin năng lượng nha, con này dây rút 380 bao ship, size 39 dây rút nha. Đó, đề mi khóa bấm, khóa gài luôn.
Đó, 380 size 39 nha, Citizen pin năng lượng nha. Con này cũng vậy, 380 luôn. Dạ, quay học trò nha. Dạ, quay học trò dây rút 380 bao ship Citizen. Anh em thích mặt trắng em có luôn. Dây nè, hơi bị đẹp luôn. Đó, 380 nha, Citizen Win Quy size 39 dây rút luôn. Đó, ba con này là pin năng lượng đó nha. Đó, còn đây. Tiếp theo 430 nè. Citizen mặt hãm chai, kính sapphire, pin năng lượng. Dây tay 17 17 nha. Size nó của nó cỡ 36. Con này là sản xuất tại Nhật nha, 430 bao ship cả nhà. Kính sapphire, pin năng lượng. Con này chất liệu titan hay sao, có kháng từ nha. Titan cả nhà, titan nha, ở mặt hãm chai, 430 bao ship. Salvatore Mara Italy nha, 430 bao ship luôn. Đó, 6 kim, pin năng lượng size 43, dây dài khóa 2 khóa. Đó, 430 bao ship nha. Salvatore Mara Italy. Đó, 6 kim. Bấm giờ thể thao luôn. Đó, rồi. Một em đồng hồ này 430 bao ship nha. Chống nước 200 m. Con này như cũng Mỹ sao, niền xoay, đáy xoáy, 6 kim thứ ngày 24 giờ. 430 ở nhà ơi, size 39, dây dài luôn. Dây dài luôn nha. Đó. Đây có một con mặt xanh cực đẹp luôn, cũng 430 nha. Đó, rất đẹp. Của Nhật. Dây cũng đẹp luôn. Rồi dạ quang bao sáng nha, dây nè. Bao dài đáy xoáy. Nó chống nước 100 m, size của nó là 39.4 cho 40 á. Dây dài 430 bao ship nha. Con Oren này cũng 430 luôn. Đó. Nhập vô 300 mấy bán 430. Giờ kiếm tiền khó ghê, size 39. Đó. Dạ quang. Coi có không? Sản xuất tại Nhật nha, con này sản xuất tại Nhật đó nha. Oren bát quái. Chống nước 100 m đáy xoáy nấm cổ chai nha. Rồi, đây. Hai con đồng hồ thông minh nè. 450 bao ship nha. Em xuống luôn, 450 nha. Con này full tiếng Việt, mặt tròn size 45. Con này thì trời, con này pin châu ghê luôn, giả mang. Bữa giờ không sạc luôn. Con này mới ra chỉ có tiếng Anh thôi, 450 luôn nha. Nghe gọi nghe nhạc, đo nhịp tim, sức khỏe, tập luyện thể thao đồ đầy đủ. Mới nguyên hộp nha. Đó. 450 bao ship có máy tính luôn nè. Đó, đồng hồ bình thường làm gì có máy tính, nếu mà bỏ ra 450 đó. Còn cao cấp hơn thì em có hai con này 530 nha. Đó. Con này full tiếng Việt thì bữa giờ là A53 nè. Bán rất là chạy. Nghe gọi nghe nhạc tắm thoải mái luôn. Size 45. Đó. Con này còn mới về luôn nè. 530 bao ship luôn, dáng tăng. Cũng nghe gọi nghe nhạc đồ đầy đủ nha. Đó, tập luyện sức khỏe. Tập luyện thể thao sức khỏe đồ đầy đủ. Đó, 530 bao ship nha. À, với con đồng hồ cơ này cũng 530 nha, hàng new nha. Có cốt tay. Đó, hàng new size 44 càng 44. Đó, lộ tim nè, ha. Nó đang chạy nè. Sao búa nè, có thương hiệu đàng hoàng nha, chính hãng, dòng thời trang hơn, 530 bao ship luôn. Đó. Rồi thôi, hôm nay em tới đây thôi, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.